Top 5 tên con trai nên tránh là gì? Huy, Đức, Phú, Tú, Hùng ạ. tại sao lại phải tránh với anh ấy? Một vài bạn em với cả người yêu cũ ạ. Tính như thế nào? Tùy từng người, nhưng mà số bạn em quen nhìn ngoài cũng tốt đấy mà. Hơi trap boy. Hơi trap boy. Có đẹp trai không? À, đẹp trai thì có ạ. Có ạ. Top 5 tên con trai mà em nên né là gì? Làm sao vậy? Dạ Huy. Huy, tại sao lại là Huy? Cứ ra đường là em thấy tên Huy cho nên là em né. Rồi, ai nữa nào? Dạ, Đức. Đức Cống á? Em nghĩ là tên Minh. Nó Minh. Cũng là một cái tên phổ biến. Không Minh thì không được à? Không luôn. Rồi, ai nữa nào? À, anh tên gì? Anh á? Ờ, anh tên Việt. Top 4 tên né là anh Việt. Trời đất ơi. Ờ, thế là người yêu của em. Tại vì là anh nên là em né. Nhưng mà các bạn Việt thì dễ thương với cả là trung tình lắm em. Em không thấy vậy anh ơi. Em không thấy vậy anh ơi. Tiếp nào. Cuối cùng em nghĩ là tên Đạt. Đạt gì? Đạt 09 hay là Đạt 1 feet? Ủa là sao vậy? Là sao anh? Vỗ tay. Có nghĩa là trong những số những anh Đạt thì có những anh tên là Đạt 09 này, Đạt 1 feet này, Đạt xả lín này. À. Thì trong số này có ai là người cũ của em không? Đức. Không thích nước Đức à? Không phải. Thứ nhất là Đức là sếp cũ của em. Thứ hai là Đức cũng là người yêu cũ của em. Người yêu cũ của em. Ôi vài ơi. Cho nên là em né top 1. Thế em thích tên nào nhất? Em thích nhất là tên Dũng. Dũng tại sao? Mạnh mẽ. Và trung tình. Trung tình. Em không biết không? Em không biết có trung tình nào nữa. Chiều mình là được đúng không? Đúng rồi. Ok, cảm ơn em. Top 5 tên con trai lên né. Anh Việt. Anh Việt là một nha. Anh Việt là một nha mọi người. Thằng danh con này. Hải. Anh Hải. Anh Hải tại sao anh lại là người tệ? Có gì nói. Rồi anh thứ ba là anh nào? Huy. Huy đúng rồi. Mấy thằng tên Huy rất tệ. Vướng cái chó gì mày. Anh thứ tư là anh nào? Chắc là anh Linh đi. Tại sao? Cũng có bạn tên Linh. À xong rồi kiểu người ta tính kiểu đàn bà xíu đúng không? Ừ. Thôi tóm lại là anh thứ năm là anh nào? À, anh Hoàng đi. Mấy anh Hoàng kiểu mấy anh chơi kiểu boy phố đúng không? Ừ. Anh bên cạnh kia là gì? Anh cạnh tên là Lâm. Lâm à? Vậy anh thứ 6 là anh Lâm đúng không? Nãy giờ không có dám nói rồi. Đó, ừ. Tôi cảm ơn hai bạn nhé. Dạ. Mình cảm ơn. Top 5 tên con trai mà em nên né là gì? Dương, Huy, Sang, Tài, Lộc. Thế top 1 là gì? Top 1 chắc là Sang. Ôi nhưng mà nãy tại sao lại là Huy? Tại người của tên Huy. Tại người của tên Huy. Thế bạn ý có những đặc điểm gì để mà mình phải né? Chắc là người ta không tốt. Người ta có chiều mình không? Họ không. Với cả là người ta có tiền không? Dạ không. Top 5 tên con trai nên né. Dạ Nguyên, là Hùng, Đạt. Thế bạn nào nữa? Dạ em nghĩ vậy. Thế trong đấy có ai là bồ cũ không? Em ơi, cho anh hỏi phát là một câu thôi. Cho anh hỏi là top 5 cái tên con trai mà con gái phải né là gì? Em nghĩ là em không nêu được. Em không có câu trả lời. Bất kỳ đi, không cần 5 đâu. Nào đứng vui thôi.